Chuyên gia võ thuật người Hàn Quốc DKU lần thứ 2 có mặt tại Việt Nam để giảng dạy từ về thực chiến. Tuy thời gian giảng dạy không nhiều nhưng DKU đã để lại những ấn tượng khó phai tại đất nước hình chữ S. Trong 2 ngày 12 và 13 tháng 8 tại trung tâm hội nghị Babylon, chuyên gia Hàn Quốc DKU đã có những buổi giảng dạy từ về thực chiến cho những người yêu thích võ thuật tại Việt Nam. Đây là hoạt động nằm trong khóa đào tạo bồi dưỡng huấn luyện viên Taekwondo toàn quốc của Liên đoàn Taekwondo Việt Nam. Tuy nhiên, để tạo điều kiện cho những người yêu thích võ tự vệ, Liên đoàn Taekwondo Việt Nam đã cho phép nhiều vận động viên từ các môn khác tham gia chương trình. Hơn 200 huấn luyện viên Taekwondo và nhiều vận động viên ở các môn khác đã tham gia chương trình này. Trong 2 ngày, DKU đã hướng dẫn các võ sinh tham dự lớp những kỹ năng liên quan đến cách di chuyển, phản ứng trong nhiều tình huống, cách kiểm soát năng lượng trong cơ thể và những kỹ năng về thiền. Bên cạnh đó, một nội dung đặc biệt quan trọng trong chương trình dạy của DKU là phần kỹ năng tự vệ chống dao trong nhiều tình huống khác nhau. Thời gian 2 ngày học là không nhiều, chuyên gia 41 tuổi đã cố gắng gửi đến võ sinh những bài học, những nội dung hữu ích nhất. DKU đã thị phạm cho các võ sinh và ngay sau đó là phần thực hành. Các võ sinh tại lớp tự vệ thực chiến tỏ ra vô cùng phấn khích vì những bài học mà DKU đưa ra. Hầu hết đó là những kiến thức vô cùng mới lạ mà những võ sinh chưa được học ở bất cứ đâu. Đặc biệt, những bài học về chống dao của DKU được các võ sinh hưởng ứng nhiệt tình. Nhiều vị huấn luyện viên tuổi đã cao vẫn cố theo hết chương trình 2 ngày của chuyên gia người Hàn Quốc. Theo đánh giá của những người tham dự lớp tự vệ thực chiến, DKU có những kỹ thuật xuất sắc và là một trong những chuyên gia hàng đầu. Vì thế, trong 2 ngày học, võ sinh học hỏi được rất nhiều điều. Ngay sau khi hoàn thành khóa học, các võ sinh của khóa đào tạo bồi dưỡng huấn luyện viên Taekwondo toàn quốc đã được ban tổ chức trao giấy chứng nhận. Như các bạn biết thì với cái số lượng học viên là hơn 300 trong cái khóa lần này. Ấn tượng tốt bằng sự thân thiện, nhiệt tình của mình. Anh sẵn sàng đến chỉ riêng cho từng người, luôn nở nụ cười và cúi đầu chào với người khác. Trong 2 ngày diễn ra lớp học, có lẽ điều khiến chuyên gia người Hàn Quốc bận rộn nhất không phải là việc giảng dạy mà là ký tặng và chụp hình cùng những võ sinh Việt. Có thể thấy võ sinh Việt Nam dành tình cảm rất đặc biệt cho anh. Đây là lần thứ 2 DKU đến Việt Nam. Khác với chuyến đi lần trước, lần này DKU sẽ ở lại Việt Nam đến ngày 17 tháng 8 để theo dõi giải vô địch Taekwondo châu Á mở rộng diễn ra tại nhà thi đấu quân khu 7. Đây là dịp để chuyên gia người Hàn Quốc có cơ hội khám phá nét đẹp, văn hóa và con người Việt Nam.